Phạm Huyền xin chào các bạn. Hôm nay em viên chia sẻ đến các bạn một chuỗi bài tăng sức mạnh cho phần lực tay, vai của mình. Và chuỗi bài có những cái tư thế có thể là đi hơi bị nặng. Các bạn tập theo khả năng của mình và kiểm soát tư thế trong hơi thở. Sự cảm nhận tư thế sâu thì chúng ta bắt đầu lên tư thế đi thật chậm rãi và quan sát tư thế kết hợp với hơi thở của bạn. Mời các bạn chúng ta đi vào. Trước khi vào bài, mời các bạn ngồi trong tư thế thoải mái nhất. Hai tay đặt lên đầu gối, khép nhẹ mắt lại. Mời các bạn hít thở sâu trong 10 hơi thở. Hít vào bằng mũi, đưa hơi xuống cơ hoành. Thở ra qua mũi, hót sát bụng lại. Hít vào, căng tròn bụng lớn lên. Thở ra thật chậm, hót bụng lại. Duy trì hơi hít thở của bạn. Quan sát hơi thở. Cảm nhận hơi thở đi vào và đi ra qua cánh mũi. Mời các bạn đưa ý thức trở lại với cơ thể của bạn. Từ từ mở mắt ra. Mời các bạn hít thở Kapalati, còn gọi là hít thở thanh lọc, làm nóng cơ thể của bạn lên tối đa. Và hơi thở này các bạn nên đưa vào buổi sáng, tránh trường hợp các bạn đưa vào buổi tối nhé. Hít vào. Mời các bạn ngưng thở, khép nhẹ mắt lại, hít thở đều. Từ từ mở mắt ra, chúng ta khởi động cổ, gập cổ, cằm chạm xương ức, xoay đầu từ phải, ngả ra sau, xoay tròn cổ, cố gắng đi hết biên độ cổ của bạn. Đi thật chậm, kiểm soát cơ cổ, quan sát từng cơ cổ của bạn được kéo giãn và căng theo khả năng. Một lần cuối, xoay từ phải, ngả cổ ra sau, hít vào, xoay về chính diện, mời các bạn xoay ngược lại. Từ trái, ngả cổ ra sau, xoay sang phải. Một lần cuối. Mời các bạn trở về chính diện, nâng nhẹ cằm, khép mắt lại, hít thở. Từ mở mắt ra, chúng ta khởi động tay, đặt úp hai mu bàn tay lại với nhau, các bạn lắc nhẹ cổ tay. Tiếp tục chúng ta khởi động đến cổ tay, khuỷu tay và vai của mình. Hít vào, các bạn xoay cổ tay từ bên trong ra bên ngoài. Và các bạn úp hai mu bàn tay lại với nhau, các bạn xoay tròn. Từ trong ra bên ngoài, xoay thật chậm. Xoay khép hai trò tay lại. Thêm hai lần nữa. Một lần cuối. Khép hai trò tay. Chúng ta xoay ngược lại từ ngoài vào trong. Khép hai trò tay của bạn lại. Xoắn vặn cổ tay, khuỷu tay và vai. Tiếp tục xoay hai lần nữa. Một lần cuối. Nhẹ nhàng hai tay mở ngạc, hít vào đẩy ngực mở vai. Thở ra nắm tay, cuộn tay ra sau, mắt nhìn về rồi. Hít vào nâng mở căng lồng ngực tối đa. Thở ra cuộn tay ra sau, mắt nhìn. Hít vào lần về thở, hít lên, thở ra. Một lần cuối, hít vào, nâng lồng ngực, mở căng lồng ngực tối đa, giữ, bỏ, hơi. Một thở ra, nắm cuộn tay ra sau, xoắn tay,
quặn cái vai, gù lưng, mắt nhìn về rồi dứ. Ba, hai, một, hít vào, trở về chính diện, ngửa lòng bàn tay. Mời các bạn úp bàn tay xuống, nghiêng người sang phải, thở chống mũi tay co nhẹ tròn, tay trái song song với mặt tay. Hít lên, nghiêng sang trái, thở ấn chắc hai mông xuống gót chân. Hít vào, nâng lên, nghiêng phải, thở ra. Hít, nghiêng trái, thở. Hít lên, nghiêng phải, thở. Hít, trái, thở ra. Hít, phải, thở. Hít lên, trái, thở. Một lần cuối, hít vào, nghiêng phải, thở. Mời các bạn giữ căng lườn, căng eo, kéo giãn các đốt sống lưng, co nhẹ trò tay, mắt hướng nhìn lên trần. Giữ tay xa lỗ tai, không áp sát mang tai. Hít lên, nghiêng người sang trái, thở. Mời các bạn giữ lại. Hít vào, nâng lên, xoay người sang phải, thở. Tay trái đặt lên đầu gối, tay phải đặt ra sau. Hít, vặn trái, thở ra. Trở về, vặn phải, thở. Hít, vặn trái, thở. Một lần cuối, hít, vặn phải, thở. Mời các bạn giữ. Hít, trở về, vặn trái, thở. Mời các bạn giữ lại. Hít, mời các bạn trở về. Hạ tay xuống, chống ở giữa đùi. Hít vào, nâng hai đầu gối lên khỏi sàn, kéo căng cổ chân. Thở ra, hạ xuống. Hai, hít lên. Thở. Lần cuối, hít vào, nâng lên. Mời các bạn giữ hai tay đặt lên đùi. Ba, hai, một, hạ thở. Mời các bạn chống hai tay về phía trước, lên tư thế con mèo. Các bạn đập nhẹ hai chân xuống sàn. Gấp hai gót chân về mông, vặn phải, vặn trái, xoay. Các bạn tư thế mèo vặn mình, vặn xoắn eo hông, đồng thời đàn hồi các đốt sống lưng của bạn. Vặn phải lần cuối và giữ lại. Ba, hai, một, trái vặn, xoắn vặn eo trái tối đa, căng lên phải. Ba, hai, một, trở về. Mời các bạn chống hai mũi chân, đẩy vai về trước. Thở ra, hít vào, thở ra, hít, thở, hít, thở. Lần cuối, hít, duỗi úp mu bàn chân xuống sàn, giữ lại. Ba, hai, một, thở ra, giữ. Ba, hai, một, hạ xuống. Mời các bạn chống hai mũi chân, đẩy hông lên cao. Về thở trong tư thế tấm ván. Hít vào, đẩy hông lên cao. Về thở. Hít lên. Về thở, khởi động tay, vai, cơ bụng, làm nóng toàn bộ hệ cơ lên. Hít lên. Thở ra. Một lần cuối cùng, hít lên. Thở ra, mời các bạn giữ lại. Được nữa, đổ vai qua cổ tay. Ba, hai, một, ôm hết cơ bụng, đầy hông lên cao. Lướt lên, rắn không chạm sàn. Hít vào, thở, hít vào, thở ra, đẩy hông lên cao. Lần ba, hít vào, thở. Bốn, hít lên, thở. Lần cuối, hít lên. Mời các bạn giữ và hít thở 6-4.
hoặc sau bạn. Bò, hơi, một ôm hết cơ bụng, đẩy hầm lên cao. Mời các bạn hít thở. Nhón cao hai gót chân, có hai đầu gối hướng về bụng, bám chắc tay, nhìn về phía trước, bật hai chân ra sau cổ tay, thở hết hơi ra. Hít vào hai tay quạt lên, hai tay xuống thở. Mời các bạn bước về đầu thang, chúng ta tiếp tục đi bài. Hít vào vươn tay lên cao, vươn các đốt sống lưng. Thở ra gập xuống tư thế con cò. Co hai đầu gối bật chặt ra sau cho tu lần ngang. Lướt lên rắn không chạm sàn. Về thở rút bụng đẩy hông lên cao cho úp mặt. Nhón cao gót chân, hướng hai đùi về bụng bám chắc tay, nhìn về phía trước, bật hai chân, thở hết hơi ra. Hít vào hai tay vươn lên, vươn các đốt sống lưng. Ôm hết cơ bụng vươn dài về trước, gập xuống con cò. Bám chắc tay co đầu gối, bật ra sau chaturanga. Lướt lên rắn không chạm sàn. Rút bụng ôm hết bụng đẩy hông lên cao. Chó úp mặt thở. Co hai đầu gối nhón gót chân lên. Hướng đùi về bụng bám chắc tay. Bật lại. Thở. Hít vào hai tay vươn lên. Hai tay xuống thở. Mời các bạn tiếp tục đi. Hít vào hai tay vươn lên cao. Hai tay chắp lại, ôm hết cơ bụng hạ mông ra sau trong tư thế cây ghế giữ. Ba, hai, một. Hai tay thu về trước ngực, xoay người sang bên phải, hạ hẳn vai xuống, đặt tay trái ra cạnh ngoài chân phải, vươn mở vai, mắt nhìn theo tay, giữ. Ba, ổn định khớp hông. Hai, một. Mời các bạn trở về, hai tay chấp trước ngực, xoay người sang bên trái, tấn hạ hẳn vai xuống, tấn trỏ tay phải đặt ra bên ngoài chân trái, vươn mở vai trái, mắt nhìn theo tay, giữ. Ba, hai, một. Các bạn trở về, đặt hai tay về phía trước. Mời các bạn lùi dài chân phải ra phía sau. Hai chân không nằm trên một đường thẳng. Hít vào hai tay vươn lên, chủ chắc chân trái, nâng ngực vươn các đốt sống lưng lên, trong tư thế chiến binh một. Hít lên, hai tay mở ngang co hai đầu gối, co đầu gối chân phải gần chạm xuống sàn. Hít vào, thở ra. Hít lên, xuống thở. Hít lên, xuống thở. Lần cuối hít lên, thở ra giữ lại. Ba, hai, một. Hít vào, hai tay mở ngang, xoay người sang bên phải, đóng chân phải lại, ổn định khớp hông của bạn, chân trái tấn, hai tay ra ngang, nghiêng người sang. Hít vào, nghiêng trái thở ra. Hít lên, nghiêng sang phải thở. Hít lên, nghiêng trái thở. Hít, lần cuối nghiêng phải thở. Các bạn ổn định khớp hông, hai tay nâng lên song song giữ. Ba, hai, một. Hít vào, nghiêng sang trái thở. Tiếp tục hai tay song song, mời các bạn giữ. Bỏ. Hai, một. Úp vai xoay gót chân, chôm vai về phía trước, nâng chân phải của mình lên, co đầu gối chân trái. Thở ra co đầu gối chân phải. Hít vào hướng đạp gót chân ra sau. Thở ra. Bỏ hít vào. Về thở. Hít bốn. Thở ra.
Lần cuối hít vào, giữ ổn định khớp hông của bạn. Ba, hai, một, hạ dài chân trái ra sau chống tay, lưu trái ra sau bằng phải, tập phải, nâng chân phải lên, xuống thở cho tu đặt lên, hít vào nâng lên, lần hai xuống thở, hít lên, lần cuối xuống thở giữ ba, hai, một, lướt lên, rắn không chạm ra. Rút bụng đẩy hông lên cao, cho úp mặt. Mời các bạn nghỉ ngơi và hít thở. Hít thở sâu. Hít thở. Hít vào, bước chân phải lên giữa hai tay. Hai chân không nằm trên một đường thẳng. Tấn đầu gối chân phải, tay đặt lên hông. Chỗ chắc chân phải. Hít vào, vươn hai tay lên cao, nâng ngực mở vai, vươn ngả thở, tư thế chiến binh một, giữ ba hai một, hít lên xuống thở, co hai chân tay, đầu gối hướng xương cùng xuống, hít vào nâng lên, lần ba xuống thở, lần hai xuống thở, hít vào thở ra, lần ba hít lên thở. Hít lên, một lần cuối xuống thở, siết cơ bụng lại giữ, ba, hai, một, hít lên, hai tay mở ngang, xoay người sang bên trái, ổn định cái hông lại, tấn đầu gối chân phải, trong tư thế chiến binh hai, hai tay nâng lên ra ngang, nghiêng người sang trái thở ra, hít lên. Nghe sang phải thở, hít vào nâng lên, nghiêng trái thở, hít lên, nghiêng phải thở, hít, lần cuối nghiêng trái thở, mời các bạn giữ, ba, hai, một, hít lên, nghe sang phải thở, đừng nữa hai tay song song, giữ, ba, hai, một, úp vai nè, xoay gót chân trái, chồm vai về phía trước, co đầu gối chân phải, bước chân trái lên một bàn chân, nâng chân trái của bạn, co nhẹ đầu gối chân phải, thở ra co đầu gối chân trái, hít vào, về thở, hít, thở ra, hít. Thở. Lần cuối hít, mời các bạn giữ ba hai một, hạ dài chân trái, hạ tay, rút phải ra sau tâm ván, mông lưng vai trên một đường thẳng, nâng chân trái của bạn lên, thở ra, hít lên chaturanga, một chân xuống thở, hít lên, lần cuối xuống thở giữ lại, ba, hai, một, lướt lên, rắn không chạm sàn, rút bụng đẩy hông lên cao, cho úp mặt. Mời các bạn nghỉ ngơi, hít thở sâu, hít thở Ujjayi. Trong khi nghỉ ngơi hít thở, các bạn đi bộ chân. Mời các bạn nâng chân phải của bạn lên, về thở, co đầu gối chân phải, chạm trỏ tay phải, chạm trỏ tay trái, hít vào nâng chân lên cao, về thở ra, trái, hít lên, về thở, trái, hít vào, thở ra, hít lên, lần cuối về thở, chống mũi chân, đầu gối chạm vào,
khuỷu tay phải, bước chân trái lên nửa bàn chân, nhấc gót chân phải về mông, bám chắc tay, vươn người về trước, nâng chân trái của bạn lên, giữ lại, bám chắc tay, vươn, 3, 2, 1, hạ chân trái, nâng chân phải lên, về thở, đặt chân trái chéo lên cổ tay trái, đóng chân phải lại, đặt chân phải đóng chân trái lại, vươn mở vai trái, mắt nhìn theo tay, giữ, 3, 2, 1, mắt nhìn xuống, đặt thu bớt tay trái về, co đầu gối chân phải, cài chân phải lên bắp tay trái, vươn người về trước lên quạ, duỗi chân, giữ, 3, 2, 1, đưa chân trái về trước lên quạ một bên, mời các bạn giữ, 3, 2, 1, đưa chân trái ra sau xuống cho tôi lần ra, lướt lên rắn không chạm sàn, rút ngực đẩy hông lên cao, rút bụng đẩy hông lên cao, mời các bạn hít thở sâu, chúng ta cùng đổi bên, hít vào nâng chân trái của bạn lên, về thở co đầu gối chân trái chạm trở trái, xoay đầu gối sang chạm phải, hít vào nâng chân lên cao, về thở phải, hít vào thở ra phải, hít lên thở, hít lên, lần cuối thở ra, chống mũi chân trái xuống sàn, thúc đầu gối lên trên cánh tay, lên trên khuỷu tay một chút xíu, bước chân phải nhích lên nửa bàn chân, nâng chân trái lên, rút bụng vươn người về trước, gấp gót chân trái về mông, nâng chân phải của bạn lên, giữ, 3, 2, 1, thở ra, nâng chân trái, về thở, đặt chân trái bằng cổ tay phải, đóng chân phải lại, mở vai, mắt nhìn theo tay, giữ, 3, 2, 1, thu bớt, hạ tay phải xuống, thu bớt tay phải về, co đầu gối chân trái, rồi cài tay trái vào cẳng chân trái, vươn người về trước, rồi nâng chân lên, nâng luôn chân phải, giữ, 3, 2, 1, đưa chân phải lên quạ một bên, giữ, 3, 2, 1, trở về cho tôi lần này, lướt lên rắn không chạm sàn, hạ gối, rút bụng lui mông về gót, ngồi trong tư thế kim cương, mời các bạn giữ, và cố gắng hít thở sâu. Hít thở sâu, thả lỏng cơ thể của mình. Các bạn có thể lau thấm mồ hôi, rồi tiếp tục chúng ta đi bài. Mời các bạn, hai tay của các bạn chắp hai mu bàn tay lại, áp hai mu bàn tay, lắc cổ tay của mình. Rồi, mời các bạn đưa hai tay về phía trước, nâng mông lên vào tư thế con mèo, áp sát hai mu bàn chân xuống sàn, gù lưng hóp bụng thở kéo giãn các đốt sống lưng, hít vào nâng đầu vươn mở vai, về thở, hít lên, thở ra cuộn cằm chạm xương ức, hít vào nâng đầu mở vai, lần cuối về thở, mời các bạn giữ hít thở, 3, 2,
Hít vào, nâng đầu, vươn mở đai vai của bạn giữ. 3, 2, 1. Mời các bạn trồng hai mũi chân đẩy hông lên cao, kéo giãn các đốt sống lưng lên, kéo căng cơ gần khỏe. 1, giữ lại. Mời các bạn bước chân phải lên giáp với ngọn tay cái, bước chân trái lên một bàn chân, co đầu gối chân trái hạ mông ra sau, thẳng đầu gối chân phải, đặt tay hai tay ra sau chống mũi tay, trải dài các đốt sống lưng gập xuống, bụng chạm về đùi, giữ lại. 3, 2, 1. Mời các bạn rút cơ bụng gấp gót chân trái về mông giữ. 3, 2, 1. Thở ra, hạ mông ra sau, từ từ nâng chân phải của bạn lên, mời các bạn giữ. 3, 2, 1. Mời các bạn hạ gót chân xuống, đặt tay bằng mũi chân, co đầu gối. Mời các bạn chống tay bằng mũi chân, rút phải ra sau. Tiếp tục bước chân trái lên giáp với ngón tay cái, bước phải lên nửa bàn chân, co đầu gối chân phải, thẳng đầu gối chân trái. Các bạn nào mới tập ép nhẹ hai đầu gối vào với nhau, đi bộ hai tay ra sau chống mũi tay, rút cơ bụng trải dài các đốt sống lưng, bụng chạm về đùi giữ lại. 3, 2, 1. Ấn chắc mũi tay, hai lực đối kháng dưới chân, mông hạ ấn chắc mũi tay, nó rút cơ bụng gấp gót chân phải về mông giữ. 3, 2, 1. Hạ phải xuống, mời các bạn hạ mông về gót chân phải, hạ bàn chân phải xuống sàn, hai tay chống phía trước, nâng chân trái lên, hai tay đưa song song với chân trái giữ. 3, 2, 1. Hạ gót chân chồm người đến, đặt tay. Mời các bạn tiếp tục bước chân phải về bằng trái, tách rộng hai chân ra bằng cạnh vai ngoại. Mời các bạn đi bộ, siết cơ bụng, đi bộ hai tay ra phía sau, cài hai chân lên cái phần vai của bạn. Mời các bạn gập người xuống, hạ mông ra sau, giữ thẳng tay. 3, 2, 1. Hạ hai gót chân, chúng ta đi tay, hạ tay phía trước. Mời các bạn khép hai chân lại, hít vào, hai tay vươn lên, hạ mông ra sau trong tư thế cây ghế, giữ. 3, 2, 1. Trụ chắc chân trái, lấy tay phải đặt cổ chân phải qua đầu gối trái, hai tay chắp trước ngực giữ trong tư thế cây ghế một chân. 3, 2, 1. Mời các bạn hạ tay phía trước, cài cái cổ chân vào trong nách của mình, đầu gối. Mời các bạn vươn người về trước, rút cơ bụng, nâng mông cao, từ từ nâng chân trái lên trong tư thế quạ ghế giữ. 3, 2, 1. Thở ra. Mời các bạn ngồi xuống, nắm lấy cổ chân, kéo chân về phần đầu. Mời các bạn giữ. 3, 2, 1. Gấp gối, hạ xuống, đưa chân phải trở về. Mời các bạn chống tay, nâng mông lên, nhón gót chân, rút bụng, nâng mông ra khỏi gót, hai tay các bạn đưa ra sau, đặt lại, nâng cao tay, gập giữ. 3, 2, 1. Hạ gót, hít vào, nâng người lên. Mời các bạn trụ chắc chân phải, nâng chân trái, đặt cổ chân trái qua đầu gối phải, hạ mông ra sau, ổn định khớp hông trong tư thế cây ghế, hai tay chắp trước ngực. Mời các bạn giữ. 3, 2, 1. Hạ người xuống, cài cổ chân trái vào trong nách, bám chắc tay, vươn người về phía trước, lấy bớt chân phải ra, rút bụng, từ từ nâng chân trái của bạn lên, giữ. 3, 2, 1. Hạ dài chân trái ra sau, lui trái bằng phải vào, căn chỉnh vào tư thế tập ván, hạ gối, mông ngồi lên gót chân về tư thế em bé.
mời các bạn thả lỏng và hít thở sâu. Mời các bạn từ từ nâng người lên, hạ hai trỏ tay xuống sàn, rút cơ bụng nâng mông lên, thu tay trái nâng tay trái lên, đặt mũi tay trái bằng khuỷu tay phải áp sát tay trái xuống sàn, hai tay tách rộng bằng vai, nâng mông lên, cào rút bụng, rút đi hết biên độ, gấp đầu gối chân trái, hướng gót chân về mông, thúc đầu gối chân trái lên tay trái của mình, rút bụng ấn chắc tay phải, nâng chân phải của bạn lên trong tư thế con quạ nâng chân, giữ 3, 2, 1, trở về hạ xuống, quỳ hai đầu gối, tiếp tục hạ hai trỏ tay, thu tay phải chống bàn tay, mũi tay bằng trỏ tay trái, ấn hai bàn tay xuống sàn, ấn chắc trỏ tay trái, rồi nâng đầu gối, nâng mông lên, mời các bạn rút bụng, thúc đầu gối chân phải lên trỏ tay phải, rút cơ bụng nâng chân trái lên, giữ 3, 2, 1, hạ xuống, hạ hai gối chân, mời các bạn ngồi trong tư thế kim cương, xoay nhẹ cổ tay của mình. Mời các bạn xoay ngược lại. Hai tay của các bạn chống bằng cái đầu gối của bạn, mũi tay bằng đầu gối, chống mũi chân lên, cuộn cơ bụng lại, rút cơ bụng, cuộn đầu, hạ đỉnh đầu xuống sàn. Chúng ta lên tư thế quạ, chuối khuỷu tay, ấn chắc, còn gọi là chuối kiềng ba chân. Các bạn mới tập gác đầu gối lên cánh tay, ấn chắc, bám chắc tay, hít vào, nâng hai chân lên cao. Thở ra, co mũi chân phải, chạm đầu gối trái, giữ. Chúng ta đổi bên. Mời các bạn xếp sen ở phía trên, lên tư thế quạ hoa sen, rút cơ bụng lại, từ từ hướng hai cái đầu gối vào trong nách của mình. Các bạn cài sát hai đầu gối, bám chắc tay, hạ mông ra sau, nâng nhẹ cái đầu của bạn lên, dội ngược vai, rút bụng, từ từ đẩy thẳng tay lên. Mời các bạn giữ 3, 2, 1, co trò tay, hạ đầu xuống, hít vào, nâng hai chân của bạn lên. Mời các bạn mở hai chân, hai bàn chân ép lại, đưa hai đầu gối vào trong, bám chắc tay, hạ mông ra sau, trượt nhẹ đầu và nâng đầu lên trong tư thế quạ. Mời các bạn tiếp tục như lại. 3, 2, 1. Nếu được các bạn búng chân ra sau trong tư thế Chaturanga. Chaturanga không được thì các bạn hạ xuống, hai tay chắp phía ngực, mời các bạn tích nhẹ hai chân ra bên ngoài rộng hơn vai, tấn hai trỏ tay, rút cơ bụng thẳng lưng lên. Mời các bạn dừng lại. Chúng ta thu hai đầu gối về, hai trỏ tay
thả lỏng. Mời các bạn ngồi xuống, duỗi hai chân về phía trước. Thả lỏng cổ tay của mình, nhấp nhẹ hai đầu gối. Hồi nãy cái thảm của mình nó không vừa. Còn không, các bạn búng chân ra sau, lên quả búng chân ra sau, ra cho tôi đàn gà. Thả lỏng cổ tay, nhấp nhẹ đùi. Về lực tay thì cổ tay với tay của bạn chịu lực rất là nhiều. Các bạn cố gắng co duỗi và thả lỏng. Lực tay vai rất là nhiều và bó các cơ. Bây giờ các bạn duỗi lưng và các cơ ra nhé. Tách rộng hai chân bằng mép thảm của mình. Hít vào, vươn tay lên cao. Vươn dài, gập theo chân phải thở. Hít lên, xoay sang bên trái, vươn theo chân trái, gập thở. Hít vào, xoay sang bên phải, vươn gập thở. Hít lên, trái thở ra. Hít lên, lần cuối phải gập theo chân phải, giữ lại. 3, 2, 1, hít vào, vươn theo chân trái, giữ lại. 3, 2, 1, hít lên, vươn dài về giữa và đi bộ tay. Dựng hai mũi chân, hơi xuôi hai mũi chân một chút, giữ, kéo căng cơ gân kheo, kéo căng bả vai, kéo giãn các đốt sống lưng của mình. Hít thở, 3, 2, 1, mời các bạn đi bộ trở về, hít vào, nâng tay lên, hạ tay xuống, khép hai mu bàn tay lại, các bạn lắc cổ tay thêm một lần nữa. Mời các bạn ngồi trong tư thế thoải mái. Chúng ta xếp sàn lại, chống hai tay ra phía sau, hai mũi tay hướng ra sau hoặc hai mũi tay hướng về mông đều được. Các bạn lên tư thế hoa sen ngược này. Mũi tay cách mông khoảng nửa bàn tay. Hít vào, nâng hông đẩy ngược lên mở vai. Về thở, hạ xuống. Cái bàn hoa sen ngược. Lần hai, hít vào, nâng hông đẩy ngược lên. Về thở. Hai, hít lên. Thở ra. Bốn, hít lên. Về thở. Lần cuối, hít vào, nâng hông đẩy ngược lên. Mời các bạn giữ. 3, 2, 1, mời các bạn trở về. Xoay người, giữ chắc hoa sen. Xoay người sang bên trái, hạ trỏ. Rồi các bạn xoay luôn hoa sen, nâng hông lên. Ấn chắc bàn tay trái xuống sàn. Đặt tay phải lên đầu gối chân phải. Mời các bạn giữ lại. 3, 2, 1, về thở. Mời các bạn. Đấy. Xoay người sang bên phải, hạ trỏ tay phải. Mời các bạn đứng bằng đầu gối chân phải. Ấn chắc đầu gối phải xuống sàn. Mời các bạn đặt tay trái lên đầu gối trái, giữ lại. 3, 2, 1, hạ xuống. Mời các bạn đưa đầu gối phải về trước, nâng chân trái lên. Chúng ta duỗi chân về phía trước, nhấp nhẹ gối. Co hai đầu gối lại, hướng hai mũi chân lên trần. Nâng hai chân lên, hai tay đặt ra sau đầu. Mời các bạn đạp chân trái về trước, co đầu gối chân phải, chạm trỏ tay trái. Hít vào, thở. Hít, thở. Hít, thở. Hít vào, thở, đi đùi và cơ bụng, siết đùi lại. Hít, siết cơ bụng lại. Thở, hít vào, giữ lại. 3, 2, 1, đổi bên, giữ. 3, 2, 1, siết vậy. Các bạn nằm xuống, nhấn thắt lưng xuống sàn. Thở ra, co đầu gối chân trái, chạm trỏ phải. Hít vào,
thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, lần cuối hít nhớ lại 3, 2, 1 đổi bên giữ 3, 2, 1 trở về. Mời các bạn duỗi hai chân. Hai tay đưa ra sau đầu. Mời các bạn hít vào, nâng tay vai đầu và chân phải lên. Hít lên. Thở ra. Hai, hít lên. Thở. Ba, hít. Thở. Bốn, hít lên. Thở. Năm, hít lên. Thở. Sáu, hít lên. Thở. Bảy, hít lên. Thở. Tám, hít lên. Thở. Chín, hít lên. Giữ lại. Năm, bốn, ba, hai, một. Thở. Lần cuối hít lệch. Mời giữ lại. 5 4 3 2 1. Thở ra. Hai tay ra ngang úp lòng bàn tay. Co hai gót chân gần về mông. Mời các bạn lên tư thế nửa bình xe. Hít vào độ khung xương trào ra sau. Nâng hông đẩy ngực lên cặp chặt. Về thở hạ xuống. Hai, hít lên. Thở ra. Ba, hít vào. Thở. Bốn, hít lên. Thở. Lần cuối hít lên. Nhón cao hai gót chân. Hai tay ấn chắc xuống sàn. Mời các bạn giữ. 3 2 1. Thở ra. Ôm hai đầu gối về bụng của mình. Mời các bạn giữ. Hai chân nâng lên. Hai tay nắm cổ chân. Kéo nhẹ chân về phần đầu của bạn. Giữ lại. 3 2 1. Hai tay nắm lấy cẳng sau của chân. Mời các bạn lăn lưng lên xuống. Siết cơ bụng khi lăn. Lan tròn như quả bóng. Lăn, massage thắt lưng và cổ sống lưng của bạn. Mời các bạn chúng ta co hai đầu gối. Nghiêng hai đầu gối sang phải, đầu nghiêng sang trái. Giữ. Chúng ta đổi bên. Nghiêng hai đầu gối sang trái, đầu nghiêng sang phải. Mời các bạn đổi bên. Đưa hai chân lên trời. Hai tay nâng lên, rung lắc nhẹ chân và tay. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của bạn. Đập hai cái bắp chân và gót chân về mặt. Hai tay xuôi theo thân. Hai chân xuôi tách rộng hai mũi chân bằng mép thảm. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Các bạn nằm trong tư thế Savasana. Thư giãn và thả lỏng tối đa. Thank you.
mời các bạn đưa ý thức trở lại với cơ thể. Cử động nhẹ các đầu ngón tay, nhúc nhích các đầu ngón chân, nghiêng đầu sang phải thật chậm thôi, nghiêng đầu sang trái thật chậm. Trở về chính diện, hai tay đan lại đưa qua đầu, khép hai chân, duỗi, kéo căng tối đa cơ thể của bạn. Mời các bạn nằm nghiêng sang một bên, bên nào thoải mái nhất đối với bạn. Chống tay và ngồi dậy. An Viên cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ và tập theo chuỗi bài. Chuỗi bài hôm nay có vẻ là hơi nặng chuyên về lực tay, thì các bạn tập theo khả năng. Còn một số tư thế về biên độ, về sức mạnh của tay vai, Viên sẽ có những cái clip sẽ đăng trên YouTube và chia sẻ từng cái tư thế, kỹ thuật, động tác, sự quan sát và kết hợp khi lên một cái tư thế đó, và phân tích từng tư thế lực khi chúng ta lên. Còn cái này theo một cái chuỗi, đôi khi là Viên vừa đếm vừa thở mà cũng hơi là mất sức. Thì những cái tư thế để mình chinh phục lên khi mình tập yoga sau một thời gian dài, các bạn phải đủ sức mạnh, hơi thở, ý chí, cộng hưởng hết tất cả các yếu tố đó, thì theo cái sự đam mê, các bạn nên thử thách cơ thể của mình với những cái tư thế khó hơn một chút, để chúng ta tạo niềm động lực và đam mê cho chính mình trong quá trình mà luyện tập. Viên sẽ chia sẻ và đăng những cái bài đó sau, sau những cái chuỗi bài Viên đi từ cơ bản đến những tư thế khó, thì chúng ta cùng theo dõi và cùng chia sẻ với nhau. Viên luôn lắng nghe sự góp ý của các bạn và Viên sẽ học hỏi với các bạn và nhiều thầy cô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Namaste.